Today at 2 p.m., I was with you in the hall, and I shared with you about the summer. So one thing that you should remember during the 3 months of summer, and then can you tell the whole community that what should you do during the summer? This summer, oh wow, yes. To pray, yes, cầu nguyện. And then two more actions you do. To pray to God, yes. I'll go to church, yeah, good. But yes, go to church. What else? Chắc thầy cô chắc nhắc giùm ha. Wow, John. Chúc tụng Chúa, to praise Chúa. And one more, to praise, and one more thing, and that's in the Holy Mass. To do the communion service, wonderful to go to church to do the communion service. I'll join again, thank you for that. To thank, cảm ơn Chúa, giỏi lắm. Tức là cho các em một tràng pháo tay. Là mặc dù là trong mùa hè tới rồi, nhưng các em đừng quên lúc nào cũng phải chúc tụng Chúa, praise God, và cảm tạ Chúa, say thank you to God, và cuối cùng là cầu nguyện với Chúa. Nhớ nhé. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong phục vụ lễ Chúa lên trời tối hôm nay, thì mọi người chúng ta được mời gọi một lần nữa để ôn lại một hoặc hai điều nào đó mà trong cuộc sống của chúng ta ý nghĩa thăng thiên, có một cái giá trị trong đời sống nội tâm của mỗi người. Riêng đối với con, chiều tối hôm nay chia sẻ với những nỗi buồn và thương tiếc của hai gia đình tang quyến của ông Ferro Vũ Nghĩa và của bà Maria Hoàng Loan, thì đối với con, sự kiện Chúa lên trời là một niềm an ủi rất lớn cho tất cả mọi gia đình, và đặc biệt trong thời điểm này, đó là hai gia đình tam quyến. Chúa lên trời rồi, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha rồi. Tuy nhiên chúng ta vẫn biết rằng Ngài vẫn hiện diện với chúng ta trong cuộc sống này qua các bí tích của Ngài, và đặc biệt là trên bàn thờ, qua mình và máu của Ngài mà chúng ta đón nhận mỗi một ngày, mỗi một thánh lễ, không chỉ riêng thánh lễ chiều thứ bảy hoặc là ngày Chúa Nhật mà thôi. Đó là một niềm an ủi rất lớn, vì Ngài còn hiện diện với chúng ta trong cuộc sống này, và Ngài cũng muốn chúng ta và hướng lòng của chúng ta về trời. Bởi vì sao? Qua cái sự sống trần gian này, chúng ta sẽ trở về trời với Ngài. Và đó là điểm đích đến của mỗi một người Kitô hữu, là người có Chúa, thì chúng ta phải tin tưởng rằng sau cái chết của thể xác, linh hồn của chúng ta sẽ đoàn tụ với Thiên Chúa trên nước trời, và mai sau cùng với tất cả mọi người chúng ta cũng về nơi đó. Đó là một niềm an ủi lớn nhất. Tuy nhiên bên cạnh niềm an ủi này, mỗi người chúng ta còn nhận được một mệnh lệnh nữa, như bài Alleluia mà chúng ta mới vừa đáp lên. Chúa phán: các con hãy ra đi rao giảng, loan báo tin mừng cho muôn dân. Trước khi về trời, Chúa Giêsu Kitô mời gọi các tông đồ làm việc này, và các tông đồ đã truyền lại cho các thế hệ mai sau làm tiếp tục làm việc này cho đến ngày hôm nay. Công cuộc loan báo tin mừng, niềm vui cứu độ của Thiên Chúa là Cha chỉ được vỏn vẹn gọi nôm na là một cách công khai công bố bởi Chúa Giêsu Kitô, mà chỉ có Chúa Giêsu Kitô mà thôi, trong vòng 3 năm là chấm dứt. Nhưng công cuộc loan báo tin mừng này tiếp tục và được mời gọi đến mọi người chúng ta, và không chỉ mời gọi mà còn trao ban trở thành một sứ mạng để mỗi người chúng ta tiếp tục làm việc đó trước khi Chúa về trời. Bởi vì thế, sự kiện Chúa về trời là một sự kiện đưa công tác loan báo tin mừng cho chúng ta. Chính vì thế chúng ta mỗi người có một trọng trách này. Nhưng làm sao chúng ta làm bây giờ? Chúng ta xin Chúa
cầu nguyện với Chúa thăm nóng lại cái ơn gọi này, cái sứ mạng này. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta có thể nhiều khi chúng ta quá bận biểu và chúng ta quên đi nghĩa vụ cao cả này, sứ mạng cao cả này. Nói đến đây con chỉ xin mở một dấu ngoặc. Vì trong cuộc sống của chúng ta quên. Và từ cái quên này cho nên chúng ta đánh mất lạc hướng cái mục đích sống của mọi người chúng ta. Rồi nhiều khi chúng ta là những người công giáo, chúng ta lo hướng về trời nhiều quá mà chúng ta lại quên đi nhiệm vụ của chúng ta phải có ở trần gian, cần phải làm những cái gì trong cuộc sống. Nhiều khi chúng ta bôn ba trong cuộc sống mà chúng ta quên hướng về trời, hoặc là chúng ta hướng về trời quá nhiều và quên đi bổn phận của mỗi một người công dân. Cho nên việc cử hành phục vụ chiều tối hôm nay mời gọi chúng ta kết hợp lại và để cái mục đích sống của chúng ta làm phương châm, là cái nối kết của chúng ta giữa hai hướng về trời và hướng trong trần gian. Nếu chúng ta không quên cái nhiệm vụ này, nếu chúng ta lúc nào cũng sống một cuộc sống để làm sao chúng ta để đức lại cho con cháu, chúng ta sống cái cuộc sống này chúng ta hướng về trời, tức là chúng ta muốn có hoặc tạo được cái nhân bản, những cái đức tính trong cuộc sống của chúng ta, đó là chúng ta cũng đang hướng về trời đó. Vì thế chiều tối hôm nay một lần nữa con cảm ơn Sơn Tươi, con cảm ơn cô Cẩm Hồng hiệu trưởng và cảm ơn anh Brian đoàn viên, đoàn trưởng đoàn thanh niên thánh thể đã giúp cho các em của chúng ta trong ba chương trình, mặc dù là bé dạng tối hôm nay, nhưng trong những năm tháng qua tất cả ba chương trình này cũng nhằm một mục đích tạo điều kiện cho các em sinh hoạt trong cuộc sống Hoa Kỳ nhưng không quên giúp cho các em hướng về trời. Một lần nữa, vào ngày mai khi cùng với giáo hội Hoàng Vũ chúng ta kỷ niệm 101 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, thì không lẽ nào chúng ta quên hướng về Đức Mẹ. Và cùng với Đức Mẹ, chúng ta xin Đức Mẹ khấn với chúng ta và xin Đức Mẹ chuyển những cái lời cầu nguyện của chúng ta lên Thiên Chúa là Cha, để làm sao trong cuộc sống này của mọi người chúng ta không quên hướng về trời.